lại với kênh YouTube Việt Thủy Aerobic. Và hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi series 7 ngày giảm cân thần tốc của huấn luyện viên Lan Tây. Và ngay bây giờ chúng ta cùng cháy hết mình nhé nào. Đổi bên nào.
7 ngày giảm cân thần tốc của huấn luyện viên Việt Thủy Aerobic. Và ngay bây giờ các bạn hãy cho Việt Thủy biết kết quả tuyệt vời của các bạn sau 7 ngày giảm cân đúng không ạ? Bằng cách comment xuống bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp fanpage Việt Thủy Aerobic. Và đừng quên đăng ký kênh Việt Thủy Aerobic để có thể theo dõi những video sớm nhất nha. Xin chào!